Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp Sài Gòn. Vẫn là Song Hậu tiếp tục hành trình review đến cô chú anh chị những ngôi nhà. Hiện tại Song Hậu đang có mặt tại một ngôi nhà kết cấu một trệt một lầu, diện tích là ngang 5m, dài 20m. Ngôi nhà ngày hôm nay có tới tận 3 mặt tiền ha cô chú anh chị. Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, Song Hậu xin mời mọi người chúng ta có thể chiêm ngưỡng dung nhan của em nó. Nói là diện tích là ngang 5, dài 20m thôi, nhưng mà diện tích sàn tới 130m ha cô chú anh chị. Đường khá là rộng rãi, xe hơi 4 chỗ, xe hơi 6 chỗ, có thể dễ dàng di chuyển. Sau họ cũng muốn giới thiệu mọi người cái đường ở kế bên cái ngôi nhà, khá là rộng rãi luôn ha. Và sau họ cũng muốn giới thiệu cho mọi người cái mặt tiền ở phía sau á. Kính thưa cô chú anh chị, có thể nói là cái nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm, giá cả tăng cao. Do đó thì người dân có nhu cầu ở thực ngày càng khó khăn trong cái việc mà tiếp cận nhà ở. Cung hiếm thì giá cao, đó là quy luật. Muốn điều chỉnh được cái nguồn giá thì mọi người phải điều chỉnh được, phải tăng được cái nguồn cung. Do đó thì cũng khá là khan hiếm và khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm nhà ở. Nhưng mà mọi người yên tâm nha, ngôi nhà ngày hôm nay may mắn một điều là chủ đầu tư đã có cái nguồn đất sẵn có rồi, chỉ có việc là xây lên thôi, nên giá rất là hời, rất là rẻ. Hy vọng là cô chú anh chị chúng ta sẽ xem hết video ngày hôm nay, xong họ sẽ báo giá ở cuối video. Xong họ xin mời mọi người chúng ta sẽ trải nghiệm. Đây là cái mặt tiền sau ha cô chú anh chị. Và xong họ cũng muốn giới thiệu cho mọi người ở cái khu vực ở phía sau ngôi nhà. Xong họ thấy là dân cư đã hiện hữu đầy đủ hết rồi. Điện nước là điện nước của nhà nước ha cô chú anh chị. Xin mời mọi người chúng ta có thể quan sát ạ. Chắc hẳn là mọi người cũng rất là đang tò mò về cái ngôi nhà ngày hôm nay như thế nào. Xin mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển vào khuôn viên của ngôi nhà. Wow mọi người ơi, nhìn cái lớp cánh cửa thôi là xong họ đã thấy mê ly rồi mọi người. Đây là được làm bằng sắt hợp sơn tĩnh điện ha, với cái tông màu vàng đồng và cái màu trắng như thế này sẽ giúp không gian nhà của chúng ta sang trọng hơn, tinh tế hơn. Xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ di chuyển vào cái khu vực sân trước của ngôi nhà. Xong họ thấy hai bên cũng có hai cái trụ cột khá là to, nhìn nhà của chúng ta kiên cố hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều. Ở đây thì cũng khá là an ninh nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nha. Tại vì gần với cái ủy ban, gần chỗ công an nữa, nên mọi người có thể yên tâm. Đây là cái khoảng sân mà Song Hậu thấy rộng rãi nè. Song Hậu quay vào buổi hơi hơi xế xế chiều rồi, rất là mát mẻ. Tuy nhiên nếu mà buổi trưa thì chắc cũng là có thể đón nắng á. Mọi người có thể tận dụng cái không gian này để mình có thể trồng cây hoặc là mình phơi đồ ha cô chú anh chị. Phía dưới nền đất thì Song Hậu thấy là cái gạch này họa tiết là vân sỏi như thế này á, sẽ tránh được cái tình trạng là chúng ta bị té ngã trơn trượt khi mà chúng ta di chuyển. Không gian này rộng rãi lắm, mình có thể rửa tay, rửa chân, rửa xe ở đây ha. Tại vì Song Hậu thấy có cái vòi nước ở cái phía trước ha. Rồi mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển vào không gian nhà. Ở không gian đây thì sao mọi thấy là ấn tượng với hai cái bức tranh. Bức tranh này nhìn thôi là đã thấy phát tài phát lộc tới nơi rồi đó cô chú anh chị. Rồi một bức tranh ở đây nữa nhìn rất là bắt mắt ha. Xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ di chuyển vào cái khu vực phòng khách. Khi mà di chuyển vào khu vực phòng khách, mọi người sẽ đi qua một cái lớp cửa được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực. Đây là một cái kính cường lực 10 ly rất là chắc chắn luôn. Mời mọi người chúng ta sẽ trải nghiệm cái không gian phòng khách. Phòng khách này rộng rãi lắm mọi người. Xong họ thấy là mình có thể bố trí những cái bộ ghế gỗ, bộ ghế sofa ở đây, hoặc là những cái vật dụng của cái không gian phòng khách. Và đặc biệt xong họ thấy có cái cửa sổ nè, sẽ giúp cho cái không gian phòng khách của mình đỡ bị bí bách hơn, đỡ bị ngợp hơn ha cô chú anh chị. Phía trên trần nhà thì cũng có chạy đèn xung quanh hết rồi, giật cấp ánh xanh. Và xong họ thấy với những cái đường viền đây có những cái họa tiết hoa văn này nữa nè, sẽ giúp cho cái không gian nhà của chúng ta sang trọng hơn bao giờ hết. Xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ di chuyển sâu hơn nữa. Ở hai bên tường thì xong họ thấy cũng có ốp lát gạch đầy đủ hết, để tránh cái tình trạng là nhà của chúng ta mà có em bé thì không có vẽ bậy lên tường được. Rồi đây là cái không gian cầu thang. Không gian cầu thang thì cái tay cầm của cầu thang được làm bằng gỗ căm xe và cũng có cái kính cường lực 10 ly. Để tiết kiệm cái không gian thì chủ đầu tư cũng có thiết kế cho mọi người cái tủ ở đây để mình có thể chứa đựng những cái vật dụng cần thiết. Xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ di
chuyển sâu hơn nữa vào cái không gian nhà. Nếu như nhà của chúng ta có người lớn tuổi thì Song Hậu nghĩ là mọi người nên cân nhắc ngôi nhà ngày hôm nay. Mời mọi người chúng ta sẽ vào trải nghiệm cái căn phòng đầu tiên ngay dưới tầng trệt. Phòng này cũng rộng rãi nè, Song Hậu thấy là cũng có cái cửa sổ ở đây để phòng chúng ta đỡ bị bí mắt hơn. Và Song Hậu thấy cũng có cái quạt ở đây nè, mát mẻ hơn. Có cái ánh đèn này sẽ giúp cho cái không gian phòng của chúng ta ấm cúng. Khi mà di chuyển vào cái phòng này, mọi người sẽ đi qua một cái lớp cửa được làm bằng gỗ ha cô chú anh chị. Nhà này thì Song Hậu nghĩ là mọi người mua về để ở hoặc là mua về để đầu tư cũng khá là hợp lý, tại vì giá rẻ lắm. Nếu như anh chị nào mà chúng ta có kinh doanh bất động sản thì có thể nói nhà này là mọi người mà mua là mọi người là F0 á, là mọi người mua rồi bán lại cũng khá là lời, khá là hợp lý luôn nha. Xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ quan sát ở cái không gian bếp. Không gian bếp thì Song Hậu thấy có kệ bếp trên nè, kệ bếp dưới nè. Bề mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương. Xung quanh đây thì cũng có ốp lát gạch đầy đủ hết để tránh cái tình trạng là bị văng nước hoặc là chiên xào nấu nướng dầu mỡ văng lên thì mọi người cũng dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Xung quanh đây thì Song Hậu thấy cũng có khá là nhiều ổ cắm để mình có thể trang bị những vật dụng cần thiết của không gian bếp nha. Đây là một cái khu vực để mình thờ ông Táo nè. Phía trên trần nhà cũng là trần thạch cao và cũng có chạy đèn xung quanh hết rồi. Có những cái đường viền này cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Những cái căn nhà mà có cái cửa sổ đối diện với bếp thì Song Hậu rất là ưng ý. Tại khi mà mình chiên xào nấu nướng thì sợ nhất là cái tình trạng là bị ám khói. Cái mùi nồng nặc ở cái xung quanh bếp nó rất là khó chịu. Thì cái nhà ngày hôm nay cũng có cái cửa sổ. Hy vọng là cô chú anh chị chúng ta sẽ cân nhắc ngôi nhà ngày hôm nay nha. Xin mời mọi người chúng ta sẽ di chuyển sâu hơn nữa để chúng ta khám phá nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì Song Hậu rất là thích tại vì nó rộng lắm. Mời camera man di chuyển máy cho mọi người có thể quan sát. Cái nhà vệ sinh này thì Song Hậu thấy có những cái vật dụng cần thiết. Ví dụ như là lavabo nè, bồn cầu nè, vòi sen đứng, vòi sen cầm và có ốp lát gạch đầy đủ hết nha. Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ di chuyển lên lầu khám phá hai căn phòng còn lại và một gian phòng thờ. Song Hậu đang di chuyển lên lầu 1 ha cô chú anh chị. Nhìn ưng ý ghê luôn, rất là mát. Và khi di chuyển vào phòng này mọi người vẫn sẽ đi qua một cái lớp cửa được làm bằng gỗ. Không gian này cũng tương tự với cái phòng ở dưới á, Song Hậu thấy cũng có cái cửa sổ giúp cho phòng chúng ta đỡ bị biến bách hơn. Nhưng mà Song Hậu thích nhất là cái khu vực ban công. Mời mọi người có thể di chuyển ra ngoài để chúng ta có thể quan sát nha. Tối tối mình ra đây mình có thể chiêu chiêu ở cái khu vực này nè cô chú anh chị ơi. Ưng lắm. Hy vọng là cô chú anh chị chúng ta sẽ dành chút thời gian để chúng ta sẽ ghé xuống trực tiếp và trải nghiệm cái không gian nhà ngày hôm nay. Xin mời mọi người, chúng ta sẽ di chuyển khám phá cái không gian phòng thờ. Đây là cái không gian phòng thờ. Tuy nhiên, nếu như nhà của chúng ta có nhiều thành viên, mình có thể bố trí cái đây là một cái khu vực phòng nữa, hoặc là mình có thể làm một cái khu vực làm việc thôi cô chú anh chị. Phía trên trần nhà nhìn ưng ý lắm. Xin mời cô chú anh chị chúng ta quan sát ạ. Cái này cũng có dập tắt ánh xanh cho tất cả mọi người nè. Rồi, mời mọi người, chúng ta sẽ trải nghiệm căn phòng cuối cùng. Căn phòng cuối cùng thì Song Hậu ưng ý hơn, ưng ý nhất luôn. Tại vì bên trong phòng có tích hợp cái nhà vệ sinh ngay tại trong phòng luôn. Phòng này cũng rộng rãi hả cô chú anh chị, vẫn có cái cửa sổ. Và phía trên trần nhà cũng là trần thạch cao, cũng có chạy đèn xung quanh hết cho tất cả mọi người. Xin mời cameraman di chuyển máy cho mọi người có thể quan sát nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này vẫn tích hợp những cái vật dụng cần thiết của nhà vệ sinh nha. Vừa rồi mọi người cũng đã trải nghiệm và khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà ngày hôm nay. Song Hậu xin tổng kết lại ngôi nhà, sở hữu diện tích là ngang 5m, dài 20m, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng ngủ, 1 gian phòng thờ, với giá là 1 tỷ 900 triệu đồng, không phát sinh gì thêm hết, nên cô chú anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Nhà này mình có thể mua về để đầu tư hoặc mua về để ở cũng khá là hợp lý. Song Hậu xin mến chúc cho cô chú anh chị chúng ta có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm cúng bên bạn bè và người thân của mình. Nếu cô chú anh chị nào mà chúng ta ưng ý ngôi nhà ngày hôm nay, hãy nhấc điện thoại của mình lên liên hệ với số hotline ở đây. Đừng quên là hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp Sài Gòn để cập nhật những video mới nhất nha cô chú anh chị. Xin mến chào và kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.